Ok anh em nhé, thì khi mình cắt cái mẫu xong, mẫu mới của mình thì mình sẽ thử ra bốn cái phôi, mình ra bốn cái phôi cho anh em nhé. Đấy, trên một tấm ván này mình ra bốn cái phôi và mình sẽ lắp ráp thử một cây để xem cái độ thẩm mỹ và cái độ chính xác của nó như nào anh em nhé. Anh em nhìn theo dõi nha. Ok anh em nha. Thì đây chính là một mẫu bám mới của bên mình. Thì mình cũng có, nói chung là cũng dành rất nhiều thời gian để mình thiết kế ra nó. Đấy. Thì như cái bản vẽ vừa rồi ấy, mình vẽ cho anh em xem ấy, là nói chung là mình demo thôi, mình vẽ lên thôi vậy thôi, nhưng mà thực ra lúc mà ra phôi xong bắt đầu mình mới căn chỉnh nữa. Mình cầm làm sao nó ôm tay nha anh em nhé. Các bạn anh em để ý cái phần này này, phần ngón tay là lúc đầu ở trên này là mình làm một khớp nhỏ, xong ở dưới làm một khớp to, nhưng mà mình lúc mình đưa tay vào mình thấy nó không hợp lý lắm. Thì bây giờ mình sẽ đặt hai cái khớp tay và khớp to vào đây để mình đặt hai ngón tay vào, và ở dưới mình đặt một ngón thì mình thấy nó ôm tay hơn, nó vừa tay hơn nha anh em nhé. Đó, với lại cái khu vực này này mình cảm thấy nó hơi thấp nên mình cho lên một tí để cho nó vừa cái phần tay mình nó đặt vào này. Rồi
Đây là cái là phần đuôi mình có vát thêm một xíu để nó kê vào cái tì vai này, này. Chắc chắc anh em hiểu không? Lúc mình kê rồi kê cái má vào đây, kính nhắm thì mình sẽ để ở phần này, kính nhắm để đây, còn cò sẽ ở đây anh em. Đây anh em cò sẽ đang như này nhá, được chưa? Cò như này. Đấy, mình đã có chừa ra một khoảng trống chỗ này để mình gắn kính ngắm rồi nhá. Đấy thì nó sẽ phù hợp và nó đẹp anh em nhá. Đây là bóng mới mình chưa làm xong đâu, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn, mình đục lỗ cò và khoan lỗ để bắt cái báng. Bây giờ mình làm bằng báng inox anh em ạ, để cho đẹp, báng dẹp thôi, mình xài chạc dẹp nhá. Nói anh em là chạc dẹp và dây dẹp thì chơi, mình khẳng định anh em là chơi rất sướng và sướng hơn cái loại dây tròn rất là nhiều. Mình đã làm và bán rất nhiều cái loại chạc dẹp và chạc và gánh phượng thun tròn, thì mình cảm thấy cái thun dẹp, cái chạc dẹp chơi nó đỡ hao phí hơn này, đỡ tốn tiền hơn này, rồi là nó chuẩn xác hơn này, nó mạnh mẽ hơn này, thay dây nó dễ dàng hơn anh em ạ. Đó thì ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị sang chế cái cánh chạc sang nha anh em nhé. Ok anh em, thì với cây này thì mình sẽ dùng cây inox chứ không dùng cây sắt như bữa trước nhé. Mình sẽ dùng cây inox để cho thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó không bị rỉ sét và nó sẽ nhẹ nhàng hơn anh em ạ. Mình học cây dẹp này. Này nó sẽ nhẹ hơn, trong lúc mình di chuyển thì nó sẽ không bị mỏi tay anh em nhé. Đó. Thì mình sẽ chơi với cái độ dài của nó là 65 cm nhé, 65 cm. Ok, bây giờ mình sẽ cắt và nối vào anh em nhé. Rồi ok, 65 cm thì mình sẽ phải trừ hao ra một xíu. Đó, mình trừ hao ra tầm khoảng 3 phân đi, là 68 lộc phát 68, để là mình dư cái khoảng 3 phân này mình sẽ gắn cái cánh chạc anh em nhé. Anh em lưu ý chỗ đấy nhá. Ok anh em, thì bây giờ tiếp theo mình sẽ đánh dấu nha, đánh dấu cái lỗ để khoan nhá. Con sau này thì mình sẽ khoan một cái lỗ để mình bắt vít xuống, rồi mình đậy cái nắp ở trên lại cho đẹp. Còn con trước thì chắc mình phải bắt con ốc từ trên xuống dưới cho nó chắc vào. Tại lúc được kéo, mình sợ cái vít kia là lâu ngày nó sẽ bị bung anh em hiểu không? Đó, nên là mình sẽ bắt vít cho chắc ăn. Nó không được thẩm mỹ bằng cái con sau này, nhưng mà ok, mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ mình sẽ khoan lỗ để bắt vít cho anh em xem nhé. Ok, anh em nhìn này. Đây con ốc vít đằng trong nhá. Đấy nó sẽ kín. Ốc ngoài này thì mình sẽ bắt buộc phải làm như này rồi. Để cho nó chắc. Chứ mình lúc mình kéo căng thun nhiều lần là mình sẽ sợ nó nguy hiểm ấy. Sợ nó bật ngược lên ấy, nên là mình sẽ bắt con vít này cho nó an toàn anh em nhé. Thì đây. Mình nút cái lỗ này lại nhá. Đấy. Thì nó sẽ được kín như này. Em thấy không? Ok chưa? Rồi, rất nhẹ nhàng luôn, nhẹ hơn cái kia rất nhiều luôn.
rất là nhẹ. Đấy. Xong thì mình sẽ làm xong xuôi thì mình sẽ tháo ra mình để mình sơn lại bán anh em nhé. Sau khi mình gắn xong thì mình chưa cố định vội nhá, mình cứ đưa mình ngắm thử xem là nó có bị lệch lạc gì không nhá anh em nhá. Rồi ok, mình thấy bên này của mình hơi cao hơn xíu, thì bây giờ mình sẽ mài cái đoạn cạnh này xuống này, mài cạnh xuống một tí thì nó sẽ thấp xuống và nó bằng bên này nha anh em nhá. Đó. Ok, khi mà cảm thấy cân bằng rồi thì mình sẽ khoan lỗ nhé. Lỗ này lỗ 5 ly anh em nhé. Vì nhỏ inox nên là mình khoan cho chắc tay nhé. Đó. Lót lòng đèn ở dưới. Xếp cứng rồi anh em luôn. Xong rồi nhá. Chưa? Nét chưa? Nét như Sony. Đấy. Quá đẹp đúng không? Đấy. Bây giờ mình tháo ra. Mình tháo ra để sơn nữa là xong nha anh em nhá. Sơn nữa rồi gắn thêm mình đi test cho anh em xem luôn nhá. Sau khi sơn lót xong thì mình sẽ chà nhám qua mặt lượt, nhám mịn rồi mình mới sơn bóng nha anh em nhé. Ok, giờ chuẩn bị sơn lót nha anh em nhé. À lộn, chuẩn bị sơn bóng luôn. Ok, khô rồi em nhá. Từ hôm qua giờ mới khô này. Để xuyên qua đêm cho nó chắc ăn luôn anh em ạ. Đấy. Anh em thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đúng không? Ok, let's go lắp vào nhá. Thế là xong anh em nhé, rất đơn giản.
xong rồi anh em nhá. Đấy, ai chưa bấm like thì bấm like cho mình, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho mình nhá. Ok, like and subscribe. Mình cảm thấy nó rất là hài lòng khi làm này, được hoàn thiện cái này. Chưa test đâu, chưa test nhưng mà mình tin chắc cây này nó sẽ là rất là chuẩn xác anh em nhé, và uy lực. Ok, chuẩn bị đi test với mình nhá. Giờ mình để cho nó nét hơn nữa thì mình sẽ ráp thêm một cái kính cho nó vừa chuẩn xác vừa đẹp mắt em nhá. Mình sẽ gắn cho em nó một cái kính. Ok. Bây giờ mình test thử trước anh em xem nhá. Đầu tiên mình sẽ bắn cái chai kẹo cái trước nhá. Đấy. Rất là uy tín luôn anh em. Tiếp theo mình sẽ bắn quả trứng nhá. Bắn cái quạt trước đi, mình sẽ bắn cái quạt trước đi. Đấy, lỡ quả trứng nó vỡ ra nó bẩn nó đấy. Rồi. Có uy tín. Đấy, rồi ok, bây giờ đến quả trứng này. Bẻ đít luôn anh em. Nói chung là cái này mình cảm thấy mình rất là tự tin. Cây này bắn rất là sướng anh em ạ. Cây này là cây mình ưng ý nhất từ trước đến giờ ấy. Làm cho thêm phát nữa cho nó vỡ luôn nhá. Đấy. Ok. Anh em thấy video của mình hay và thú vị và thấy cây này đẹp nhá, nhớ cho mình một like và subscribe chia sẻ anh em nhá. Quá tuyệt vời. Trời thì đang mưa nhưng mà mình vẫn cố gắng mình ra mình để mình quay cho anh em xem cho nó kịp các cái video tiếp theo nhé. Kênh của mình đang rất là tụt đề xuất luôn thì anh em hãy cố gắng giúp mình bình luận dưới video, like video, chia sẻ video và đặc biệt nhất là đăng ký kênh giúp mình nhá. Kênh của mình đang khá là tụt nên là mong hy vọng là anh em sẽ luôn luôn ủng hộ mình để tiếp tục mình có động lực để làm tiếp, chứ như thấy video đợt này, kênh đợt này hơi xuống nên mình khá là buồn anh em ạ. Ok, anh em nhớ nha, ủng hộ mình nha. Xin chào anh em nha.